Dạ, kính thưa anh Trần Huy Trần, trước khi anh về Việt Nam thì anh ở bên Canada. Dạ. Công việc của anh là gì? Ở Canada thì có nhiều công việc khác nhau. Hình như tất cả mọi thứ, có công việc gì thì anh có làm rồi. Chẳng hạn như là... Là văn phòng, giáo viên, nhảy múa, huấn luyện viên thể dục dụng cụ. Làm việc trong mấy cái tiệm bán quần áo, nhà hàng, gom rác, làm hết. Em làm mấy cái đó để nuôi cái đam mê là nhảy múa. Và cuối cùng hiện tại là anh đã thực hiện ước mơ là nhảy múa. Và hiện tại là một trong những biên đạo xuất sắc nhất, đúng không? Và anh rất có hài lòng với những gì anh đã trải qua không? Có, anh rất là hài lòng. Khó khăn lớn nhất là gì anh? Anh có vấn đề về sức khỏe. Anh có vấn đề gì ạ? Cái này là đi khám thiệt nha. Là dư năng lượng. Lúc trẻ thì mình dư năng lượng, mình không được ngồi yên, mình mất tập trung. Bây giờ vẫn dư năng lượng mà. Đúng rồi, bây giờ nói vậy dư đó. Năng lượng để tôi đè bớt lại. Và lúc nhỏ thì ba mẹ cũng không biết cái vấn đề đó là cái gì. Sao? Thiệt ha, đúng không? Hình như bây giờ nó chưa hết. Thì lúc tôi đó thì là tôi dịch đi... để tôi lấy bớt năng lượng cho tôi rồi yếu năng lượng. Lúc đó thì ba mẹ và gia đình cũng không biết cái vấn đề này là cái gì, nghĩ mình lại hơi điên hay gì đó. Nhưng mà lúc đi khám thì biết là con của mình bị dư năng lượng, thì bây giờ mình phải làm cái gì để bớt. Thì cho đi học thể thao, nhảy múa và võ và thể dục dụng cụ. Và sau đó nó phát triển mấy cái đam mê của mình. Lúc nhỏ đến giờ anh không bao giờ nghĩ anh có một cái vấn đề. Anh tưởng cái đó là một cái tự nhiên. Anh chỉ thấy là ở ngoài đời ai cũng chậm hơn anh. Là ví dụ anh thấy thời gian đi qua rất là chậm. À em biết là cái đó ở Việt Nam tôi gọi là tăng động đó anh. Tăng động. Dạ. Yeah. Đúng không? Em có tăng động không? Bây giờ thấy em làm rồi. Nhưng mà em nghĩ anh vẫn lạc quan, vẫn yêu đời và vẫn theo đuổi được đam mê của mình. Vâng, quý vị khán giả ơi, chúng tôi nhắc đến câu chuyện của giám khảo Trần Huy Trần cũng chỉ muốn nhấn mạnh rằng mỗi người của chúng ta đều có một cái vấn đề riêng. Em muốn giới thiệu câu chuyện của một thí sinh sắp xuất hiện ở nơi này. Tuy không có vấn đề gì quá lớn nhưng mà nỗi mặc cảm tự ti về ngoại hình đã là một gánh nặng khiến cho bạn ấy gặp rất là nhiều tủi thân trong tình cảm và trong cuộc sống. Và đó chính là Nguyễn Thắng. Khi mình biết được thử thách tuần này và được gặp anh Nam Trung, mình rất là hào hứng. Vì lúc đấy mình sẽ được thay đổi cái diện mạo, khuôn mặt và cái tóc. Anh Nam Trung có nói rằng là cái khuôn mặt của mình nó có cái phần rất là chững chạc, nên là cái kiểu tóc của mình chỉ cần cắt sao cho nó gọn gàng để tạo ra một cái phong cách đàn ông. Mình cảm thấy là mình đã chững chạc và tự tin hơn rất là nhiều. Lúc này thì mình đang cảm thấy rất là hồi hộp, vì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được đứng ở trong một cái studio để chụp ảnh cả. Liệu cái cách tạo dáng của mình có giúp mình đẹp trai hơn hay là lại bị lộ ra những cái khuyết điểm mà vẫn còn tồn đọng. Lúc đầu mình vẫn còn cảm thấy là hơi thiếu tự tin một chút, nhưng mà khi mà mình bước vào studio chụp ảnh của anh Lý Võ Phú Hưng thì mình đã dần dần thay đổi cái cảm xúc và tự tin hơn. Không biết là trong cái bài đương đại tuần này thì mình có làm được hết cái động tác không? Tuy nhiên cái cảm giác thì nó rất là thật. Một đứa rất là béo, có đôi chút gì đấy mặc cảm về chuyện tình yêu. Mỗi khi mà mình có cảm xúc với cả một bạn nữ nào đó thì chưa có bạn nào chấp nhận cái tình cảm của mình cả. Và mình cảm thấy ngày xưa mình rất là cô đơn. Mình rất là mong là mình có thể thực hiện được tròn trịa tất cả những cái động tác để thể hiện được cái cảm xúc thật của mình. Và mình đang diễn lại chính mình trong quá khứ. Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe, ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi. Giá như có ai cùng dạo quanh phố xa, tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao. Hẹn hò với cô đơn riêng tôi một chiều lang thang. Hẹn hò với những mình mang trong tôi tình yêu vỡ nát. Thêm chút giá như có người đợi tôi đâu đó giờ
và khóc lên. Rất là cảm xúc, rất thật. Cái cảm giác này đã là con người thì chắc chắn ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời, đúng không? Ngọc Diệu xin mời anh John Huy Trần nhận xét về phần trình diễn của Nguyễn Thắng và Ngọc Anh. Không biết có thể hôm nay John Huy có vấn đề, tại John Huy không có chia sẻ cái cảm giác giống em lúc xem hết cái bài này. Trong cái quá khứ này là Thắng là một người đọc báo hay bán báo hay cái gì liên quan về báo, xong gặp một cô gái, xong hai bạn múa với nhau, sau đó nó thiếu cái kết. Cái này giống như là giấc mơ của cậu ấy. Tại vì vậy này, anh hiểu cái ý tưởng của hai bạn này dừng ra như thế này, nhưng mà tại vì nó thiếu một cái đoạn đầu, bởi vì thật sự ra anh nghĩ đây là cái thời gian mà quy định nó hơi ngắn, chính vì vậy không thể hiện được cái sự cô đơn, cái sự buồn bã của Thắng ngay từ ban đầu. Chính vì điều đó khi mà hai người gặp nhau nó nhanh quá như vậy á, để cho Thắng mơ trong một cái giấc mơ là giá như có người ôm tôi, giá như có người đợi tôi đâu đó, theo cái lời của bài hát. Vậy chính vì anh Huy ảnh nói không biết là cậu này bán báo hay là cậu này đang đọc báo hay là gì, rồi gặp xong rồi cái kết là sao, cái kết là nó mơ đó. Thì đối với anh nó chưa rõ ràng, nó đang thiếu một cái gì đó để cho anh cảm nhận, anh đang cần thêm một cái gì khác. Vì cái cảm giác của em trong cái bài này nó rất là đều. Đối với anh là anh chưa hài lòng lắm về cái bài này. Và mấy cái phần nhảy múa của em hôm nay anh thấy hạn chế một tí xíu cái phần vai của em. Em làm mấy cái động tác tay đó, em coi chừng em không có bị như vậy. Tại bây giờ em ốm hơn nè, em gọn hơn nè, em khỏe hơn nè. Thì lúc trước, mấy tuần trước nếu mà cái vai của em lên thì mình không thấy nhiều lắm, vì cái cơ thể của mình tròn, mình không có phân biệt được. Nhưng mà bây giờ cái cơ thể của em nó rất là khác, và mấy cái động tác em phải tập trung về thay đổi cái thế của em lúc em nhảy múa, và nó sẽ đẹp hơn. Xin cảm ơn anh Trần Huy. Xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng ạ. Anh cũng thấy là bài thi có những kỹ thuật động tác rất là khó, rất tốt, nhưng mà nó quen thuộc. Những gì mà khó khăn và đẹp, nó bất ngờ đó là giao cho Ngọc Anh làm hết. Cái sự hỗ trợ của Nguyễn Thắng cũng có là bê chụp rất là chính xác để có được cái hiệu quả đó. Thắng là người chuyên về dance sport, cho nên là những cái biểu hiện, những cái động tác của Thắng á, nó vẫn còn nhìn thấy hình ảnh của những cái bước của dance sport nhiều. Đúng là anh cũng đang cần một cái gì đó nó bùng nổ và nó mới hơn, đặc biệt hơn. Nếu như cái bài thi sau á, Thắng phải lưu ý chút xíu những gì đó làm cho nó khác hẳn, để mọi người thấy là tuần này tôi phải là người khác, tôi mới là xứng đáng đi tiếp. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Về những cái bước nhảy thì các giám khảo kia đòi hỏi hơi cao. Tôi thì tôi đòi hỏi các bạn là về cái sự hòa quyện, và tôi tìm thấy được cái sự hòa quyện trong đó. Tuy nhiên tôi chỉ tiếc một cái điều rằng đối với Ngọc Anh thì là cái độ cân nặng mà để cho Thắng mà bê đỡ đó thì nó cũng không có gì là quá sức so với sức của Thắng đâu. Tôi chỉ tiếc một cái điều này, lúc cái đoạn mà khi bạn bê đỡ ở đây này, có một cái chỗ mà bạn bị chùng xuống. Đáng lý là bạn, nếu mà lúc đó bạn thẳng cái người lên thì nó lại đẹp hơn. Đó, tức là em bị mất đà sao em lại chùng xuống cái. Tôi thấy nó hơi bị hụt cái chỗ đó. Cảm giác đây là một cái bài mà các bạn muốn dựng lại một cái giấc mơ của một anh chàng mà tự ti mặc cảm. Tuy nhiên nó chỉ thiếu cái phần đầu xíu thôi, thì cái bài này nó sẽ đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng cho điểm đầu tiên. Về kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều tốt hết. Tôi hy vọng cái điều mới thôi, cho nên là không có gì để phải trừ điểm các bạn nhiều. Các bạn nhận được 9 điểm rồi. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Đây chỉ là một trong hai bài trong hôm nay đúng không? Và anh rất là hy vọng cái bài tiếp theo sẽ là một cái thay đổi là chúng tôi đang mong chờ. 8 điểm. Cảm ơn anh. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Được 9 điểm. Xin chúc mừng bạn.